Xin được kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi bản tin nhanh 5 phút trên kênh thông tin Invest TV, tổng hợp những thông tin mới nhất về kinh tế, tài chính bất động sản có trong ngày và trong 24 giờ qua đã có những thông tin nổi bật như sau. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa giao giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án vào thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2021 với tổng vốn đăng ký hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ. Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody mới đây đã xác nhận nâng triển vọng xếp hạng tiền gửi nội tệ và ngoại tệ dài hạn. Động thái này của Moody diễn ra ngay sau khi cơ quan này xác nhận giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm các nhà phát hành và các khoản vay không đảm bảo dài hạn từ ưu tiên trả nợ của chính phủ Việt Nam. Kỳ vọng xuất khẩu vaccine COVID-19 made in Việt Nam. Việt Nam là thị trường đáng đầu tư hơn so với suy nghĩ của nhiều người và là thị trường cận biên mà HSBC yêu thích. Đây là quan điểm nổi bật nhất được khối nghiên cứu của ngân hàng HSBC khi đánh giá về thị trường chứng khoán Việt Nam. Mới đây, Uber tại Anh đã phải chấp nhận tư cách nhân viên và trả lương cho tài xế, đã đến lúc tài xế Grab ở Việt Nam cũng được hưởng quyền lợi tương tự. Mới đây, ông Đồng Sĩ Toàn, trưởng phòng kinh tế thành phố Huế cho biết, đơn vị đang rà soát để hoàn chỉnh kế hoạch thí điểm trước khi triển khai trong tháng 4. Theo đó, 5 phường trên địa bàn thành phố Huế sẽ được thí điểm cho người dân bán hàng rong trên vỉa hè và có thu phí. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có quyết định các chốt kiểm soát ra vào thành phố Hải Phòng và các tổ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở vị trí giáp danh tỉnh Hải Dương sẽ dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 20 tháng 3. Trạm BOT xa lộ Hà Nội, thành phố Thủ Đức sẽ thu phí chính thức từ ngày 1 tháng 4 sau 11 năm thi công để hoàn vốn đoạn ngã ba trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn. Hà Nội nghiên cứu phương án bỏ ga ngầm C9 cạnh Hồ Gươm. Ông Trịnh Văn Quyết sắp niêm yết Bamboo Airways với định giá 2,7 tỷ đô la Mỹ. Hải Dương sẽ có thêm khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng tại các xã Vinh Hồng, Vĩnh Hưng và Hồng Thắng thuộc huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương với tổng diện tích hơn 214 ha. Công ty gia công lớn nhất thế giới Foxconn vừa ngỏ ý mua lại dây chuyền sản xuất xe điện của VinFast, nhưng công ty Việt Nam muốn hợp tác để phát triển pin và linh kiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho điều chỉnh nguyện vọng lần 3, thí sinh được hưởng lợi. Các tổ liên ngành của thành phố Hồ Chí Minh sẽ ra quân xử lý nghiêm tình trạng vi phạm quy định về tiếng ồn trong đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 30 tháng 6. Vừa rồi là những thông tin trong nước, sau đây là những thông tin quốc tế mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi phản đối Apple vì tính năng bảo mật mới trên iOS 14 có thể làm hạn chế việc theo dõi người dùng để quảng cáo của Facebook, CEO Mark Zuckerberg đã có màn quay đầu 180 độ khi cho rằng sự thay đổi này có thể mang lại lợi ích cho Facebook. Pháp tái phong tỏa 16 tỉnh ít nhất trong 4 tuần. Nữ phát ngôn của Ford cho biết hãng đang tạm ngừng hoạt động hai nhà máy sản xuất ô tô Kentucky, Mỹ và Đức do tình trạng thiếu chip bán dẫn trên toàn cầu. Chính phủ Đức chi hơn 2 tỷ đô la Mỹ mua khẩu trang với giá cao 6 lần. Theo Bloomberg, Facebook đang xây dựng phiên bản Instagram đặc biệt dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Đây được cho là nỗ lực nhằm biến công cụ hình ảnh Instagram của họ tiếp cận gần hơn với lớp thế hệ tương lai của người dùng Internet. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhanh 5 phút ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế tài chính bất động sản có trong ngày. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, vui lòng liên hệ theo số hotline của chương trình 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email là banbientap@invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.